Chào thầy và các bạn, em tên là Phan Nguyễn Khánh Hưng, đến từ lớp IDK43. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề Tố Nữ Kinh ạ. Thì Tố Nữ Kinh là một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, tương truyền là do nàng Tố Nữ viết. Nàng là một người rất rành rẽ về nghệ thuật yêu đương và là cố vấn cho hoàng đế về chuyện phòng the. Sách gồm 26 chương và xoay quanh bốn nội dung lớn. Đó là yếu tố âm dương, yếu tố sức khỏe, cách thức thở bồ bổ và các phương pháp tiếp dục. Đầu tiên, về các yếu tố âm dương, thì con người cũng như trời đất đều có quy luật của riêng nó. Việc phòng sự cũng không nằm ngoài quy luật, tự nhiên có âm dương, có người nam, có người nữ, hai bên đều phải điều hòa, kết hợp với nhau thì mới tồn tại phát triển được. Chính vì vậy, việc phòng sự phải điều hòa, có quy luật, thuận theo nguyên tắc âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc. Thứ hai là các yếu tố về sức khỏe. Nếu thuận theo quy luật bồi bổ đúng cách, con người sẽ có một sức khỏe tốt. Quan hệ đúng cách thì nam sẽ được bổ dương, nữ sẽ được bổ âm, làm sức khỏe tốt hơn, còn ngược lại sẽ không có lợi cho sức khỏe của cả hai. Các phương pháp kích dục bao gồm riêng cho nam và nữ, bao gồm các kỹ thuật vuốt ve, châm cứu cũng được đề cập đến. Các tư thế sinh hoạt thì chia ra làm hai loại chính là nhằm chữa bệnh và nhằm đạt khoái cảm. Tiếp theo đó là cách hít thở và bồi bổ, bao gồm cách hít thở sâu, nín thở, ăn uống bồi bổ hay các bài thuốc nhằm nâng cao khả năng tình dục. Thì nội dung tâm đắc nhất trong 25 chương đó là chính là chương 10, đó chính là cách nhận biết khi nào phụ nữ được khoái cảm. Và khi hoàng đế đặt câu hỏi cho Tố Nữ thì nàng Tố Nữ đã trả lời là bằng cách quan sát ngũ chứng, ngũ dục và thấp động. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về những khái niệm này. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về ngũ chứng. Thì bao gồm ngũ là năm. Thì đầu tiên đó chính là gò má nữ nhân ửng hồng. Hai là đầu nhũ hoa căng cứng, dưới mũi xăm sắc mồ hôi. Ba là môi hơi xe, miệng khô và bắt đầu miệng có hiện tượng nuốt nước bọt. 4 là âm đạo người nữ nhân trơn hoạt. 5 là xung thủy tràn hoài. Ngũ dục bao gồm 1. Thần thái của nữ nhân khi được nam nhân ôm trong vòng tay trở nên mê mẩn, đờ đẫn. 2. Lúc hấp ổn mang mó thì hai lỗ mũi mở rộng, miệng mở he hé, hơi thở hổn hển và gấp gáp. 3. Lúc âm dịch tiết ra thì có hiện tượng rùng mình, muốn ôm chầm lấy nam nhân. 4. Là lúc đã khoái cảm cao độ thì mồ hôi ra đẫm lưng. Và cuối cùng, 5. Thân thể đập hưởng ra để tận hưởng khoái cảm. Và cuối cùng đó chính là thập động, đó chính là 10 động tác. 1. Hai tay ôm lấy người nam và hâm hộ muốn được chà xát. 2. Là có biểu hiện dạng đùi, dạng vũ chân. 3. Là bụng hơi tức, cong lưng và ửng mông. 4. Là lắc mông. 5. Là hai chân co quắp vào người nam. 6. Là hai chân khép lại vì muốn giữ cho dịch cả hai đừng vỡ tiết ra để kéo dài cuộc giao hợp. 7. Là ầm ĩ, xoay trái, xoay phải vì muốn có nhiều ma sát hơn về hình âm đạo thay vì đi thẳng. 8. Là cong lưng uốn mông, chính là duỗi chân tay khi đạt được khoái cảm. Và 10. Là âm thủy tràn ra ngoài khi mà cả hai đã hoàn tất cuộc cao trào khoái cảm. Tuy nhiên thì ngũ chứng, ngũ dục và thập động đều là những điều mà nam nhân cần phải biết để hòa nhịp cùng với nữ nhân và tránh khỏi sự xung khắc có thể xảy ra trong một giây phút nhanh chậm, đều rất quan trọng. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của thầy và các bạn.